Rồi, mình xin chào cả nhà luôn nha. Hôm nay chiều hôm nay mình đi câu cá lóc lại. Mình vừa lên điểm câu. Rồi, bắt đầu mình câu nha. Mình đánh đây chút xíu mình đi, không có mình đi bạn ơi. Hôm nay có cá nha, hôm nay có cá lóc à, nhưng mà bị bể nhát lắm, câu hên xui thôi. Rồi chở bơi. Cá nhỏ mới dí tháp. Ấy chà. Kì. Cắn rồi. Đúng rồi, đúng này. Hugo. Hugo. Hugo này. Ui. Trời, con này chích điện. Đưa bà. Chích điện. Rồi bị chích điện. Bé nhầy luôn. Không, con này bị chích điện rồi. Chích cái cong gãi mấy cái lưng luôn. Nó bị chích điện rồi. Nó không có, nói con này bự lắm á. Không lớn nổi. Có tật nữa. Gãi còn sống giáo luôn. Con này nếu mà tính ra nó không chích điện còn mày phải. Chích điện là nó vậy hả? Dạ, nó chích điện gãi còn sống rồi.
khúc này nó bự, khúc này nó nhỏ, nó không có lớn được, gãy hay sống. Câu bằng màu nhán hả? Dạ. Được mấy con rồi? Mấy con. Thôi để tháo cá luôn các bạn ơi. Ê, rồi cái coi lên mạng nè. Hai đi, chúc cho lên mạng. Rồi nuốt lưỡi rồi. Rồi chào cả nhà luôn nha. Chiều hôm qua mình mất công chuyện mình về sớm. Nay buổi chiều xuống cái điểm cũ câu chút về bạn ơi. Cá táp sát mấy bào luôn, cá hụt. Hụt mồi, hụt mồi. Hai cắn vai một quãng đường với ăn luôn. Ăn này, dính này, dính này, dính này. Hugo bạn ơi. Sóc quá đào bạn ơi. Quăng đường một dính luôn. Bà nhất. Con này hổng mình sảy nữa nè.
này, cá bốn lại nha. Đây, bỏ nó vô. Trời ơi, tối rồi bạn ơi. Đây tối rồi, tối thấy đường rồi. Về đi ha. Bây giờ cũng tối các bạn ơi. Tối thấy đường đâu rồi. Cá ụt quá trời không ăn. Cầu nãy giờ nửa tiếng hồ này. Cá không ăn. Mới về tới nhà thôi. Đổ cá ra. Cá nó ngã rửa rồi mẹ ơi. Uống ghê chứ. Bây giờ lấy bịch bỏ tủ lạnh đi. Bạn giờ không có được mà. Chết rồi hay là chưa chết? Chết rồi, mới chết hả? Lấy bịch bỏ cho. Uống ghê chứ. Chưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.